What's up anh em, chào mừng các anh em quay trở lại với Spire Room. Đây là bài viết Quang Hải rời Hà Nội FC khi thủ đô không còn là miền đất hứa duy nhất của tác giả Legolas, đăng tải trên spireroom.com. Còn mình là Nam, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Tối hôm qua, Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022, tôi có xem được chương trình cà phê đội tuyển của On Sports On Football. Đó là một số phát sóng đặc biệt theo cách gọi của họ, một cuộc trò chuyện với Nguyễn Đắc Vân, người đại diện của cầu thủ Nguyễn Quang Hải về tương lai của cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội. Không rõ tối hôm qua có phải lần đầu tiên chương trình này lên sóng hay không, nhưng tôi đã đoán chắc chỉ một ngày hay thậm chí chỉ một vài giờ đồng hồ sau thôi sẽ tràn ngập các tích báo mạng trích dẫn những lời nói của ông Đắc Vân trong cuộc trò chuyện đó. Và quả không sai, ngay bây giờ bạn có thể lên Google tìm kiếm từ khóa Nguyễn Đắc Vân và chọn một tin tức để kiểm chứng phán đoán của tôi, hay chính xác hơn là kiểm chứng cách làm việc giật tít ăn tiền vẫn nhiều năm không đổi của báo giới mạng nước nhà. Tuy nhiên, ngày hôm nay, chủ đề của bài viết này không phải là về chuyện các nhà báo của chúng ta làm ăn ra sao hay chuyện ông Nguyễn Đắc Vân đã nói gì. Từ câu chuyện của Quang Hải, hãy nhìn rộng ra vấn đề về vị thế của các câu lạc bộ bóng đá tại thủ đô Hà Nội trên mặt bằng chung của bóng đá Việt. Ở phần sau của video này, chúng ta sẽ nói sâu hơn về câu chuyện xuất ngoại của Quang Hải. Vị thế của các ông lớn V-League hiện nay. Ở kỳ chuyển nhượng đầu mùa giải 2022 này, người ta đã nói rất nhiều về việc nhà cựu vô địch, câu lạc bộ Viettel bị chảy máu lực lượng. Quả thật, sự ra đi của những ngôi sao như Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng chuyển sang Sông Lam Nghệ An không khác gì những cú đấm chí mạng vào tham vọng cạnh tranh ngôi vương V-League. Các cầu thủ từng có kinh nghiệm lên tuyển như Vũ Minh Tuấn đến Hà Nội hay Nguyễn Việt Phong đến Sài Gòn càng khẳng định thêm sự ảm đạm trong mùa chuyển nhượng của đội bóng áo lính. Thành công duy nhất của họ có lẽ là việc giữ chân được tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, dù là bằng ràng buộc đào tạo trẻ, thứ được mệnh danh là hợp đồng nô lệ vẫn bị chỉ trích vô cùng gay gắt ở môi trường bóng đá nội. Với câu lạc bộ Hà Nội, sự đến và đi trong mùa chuyển nhượng có vẻ cân bằng hơn, nhưng cũng không thể nói là không có những cú sốc. Các trường hợp chuyển nhượng không gây nhiều bất ngờ của đội tuyển sân hàng đẩy là ba ngoại binh Moses Oloya, Hải Phòng, Bruno Cunha và Giovanni Viettel bị thanh lý hợp đồng, hai lão tướng Lê Tấn Tài, Khánh Hòa, Nguyễn Quốc Long, Sài Gòn rời đi khi câu lạc bộ không còn cần họ trong vai trò những giải pháp tình thế, kể cả những cầu thủ từng ăn tập trên tuyển như Ngân Văn Đại, Quảng Nam, Nguyễn Hồng Sơn, Sài Gòn không có suất thi đấu. Theo chiều ngược lại, Hà Nội lại có những bổ sung rất chất lượng là Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Hai Long. Nếu dừng ở đây, nhà cựu vô địch V-League đã có sự chuẩn bị hoàn hảo cho mùa giải mới. Nhưng chỉ cần hai cầu thủ nói lời chia tay, tình thế đã khác biệt. Trung vệ Trần Đình Trọng chuyển đến Bình Định gây ra nhiều tiếc nuối. Cũng không ít ý kiến cho rằng Hà Nội còn có những trung vệ giỏi như Thành Trung, Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, không cần quá lo lắng. Nhưng việc mất một chuyên gia sân Tây như Trọng Sơ Vinh chắc chắn vẫn là một tổn thất. Trong khi đó, việc Nguyễn Quang Hải, cầu thủ nói không quá là ngôi sao biểu tượng của bóng đá thủ đô, tỏ rõ mong muốn ra đi sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào ngày 12 tháng 4 lại là một câu chuyện rất khác. Theo thông tin từ truyền thông, câu lạc bộ Hà Nội rất mong muốn quả bóng vàng Việt Nam 2018 ở lại thêm một năm để phục vụ cho tham vọng đòi lại ngôi vương trong nước. Nhưng lúc này, tâm trí của Quang Hải đã đặt ở những ước vọng to lớn hơn nhiều. Trong lịch sử của bóng đá Việt Nam, bóng đá cấp câu lạc bộ chuyên nghiệp ở thủ đô, đặc biệt là giai đoạn hiện đại khi Hà Nội, Viettel là những đại diện giàu có lẽ chưa bao giờ chứng kiến nhiều tuyển thủ, nhiều ngôi sao sáng của bóng đá nước nhà rời đi trong cùng một thời điểm như vậy. Nếu chỉ là một hai cầu thủ thì phải chăng chỉ là cá biệt, nhưng khi một nhóm những cá nhân đẳng cấp ra đi, đó là biểu hiện cho nhiều sự chuyển biến của bóng đá thủ đô nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Với bóng đá Việt Nam, đó là một chuyển biến đáng mừng. Ngay lúc này, không thiếu các câu lạc bộ tại V-League đủ khả năng chi trả những khoản tiền chuyển nhượng, những mức đãi ngộ đủ hấp dẫn để hút các ngôi sao từ ông lớn Hà Nội, Viettel. Ví như vài năm trước, hay chỉ một năm trước thôi, nói chuyện Sông Lam Nghệ An chèo kéo tuyển thủ quốc gia từ Viettel thì còn phi lý hơn chuyện viễn tưởng. Nhưng nay, Nghệ An đã làm được, và không chỉ có họ, những Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bình Định, Thanh Hóa cũng đủ tiềm lực để kích hoạt các bom tấn. Điều này tạo nên một cuộc đua sòng phẳng hơn tại V-League, thay vì chỉ có một đội nhóm nhỏ 2-3 đội bóng tinh hoa chắc chắn giành ngôi vương. Mong muốn duy nhất của người hâm mộ lúc này có lẽ chỉ là các đội bóng sẽ giữ được vị thế ổn định như thế,
thay vì giống như bao lần trong quá khứ, hùa hởi khi mới có nhà tài trợ rót tiền, rồi nhà tài trợ đi thì cũng vỡ trận. Thậm chí biến mất khỏi bản đồ bóng đá như trường hợp nhãn tiền mang tên Than Quảng Ninh vừa rồi. Còn với bóng đá thủ đô, liệu những Trọng Hoàng, Đình Trọng, Quang Hải ra đi có phải là điều đáng buồn? Chắc chắn là có, vì khán giả thủ đô mất đi cơ hội theo dõi các ngôi sao này thường xuyên trên hàng đẩy. Nhưng cũng có thể làn sóng chảy máu chất xám này lại là cơ hội cho một cuộc cách mạng, một cơ hội để trẻ hóa mạnh mẽ. Cả Viettel và Hà Nội đều sở hữu những lò đào tạo trẻ chất lượng. Các lứa U17, U19, U21 của họ luôn là những ứng cử viên sáng giá vô địch quốc gia ở nhóm tuổi của mình với những ngôi sao là các tuyển thủ quốc gia tương lai. Nhưng để chen chân vào đội ngũ cực mạnh của hai câu lạc bộ đã nâng cấp vô địch V-League chỉ sau hai mùa giải lên đá ở đấu trường này, không nhiều sao mai có thể làm được. Hà Nội FC vẫn có truyền thống trọng dụng những cầu thủ trẻ thể hiện được bản thân ở câu lạc bộ hoặc khi được cho mượn, như các trường hợp của Duy Mạnh, Thành Trung, Đình Trọng. Bây giờ, họ tiến thêm một bước khi đưa về Nguyễn Văn Vĩ, Phạm Tuấn Hải và đặc biệt là Nguyễn Hai Long. Càng nhớ rằng, Hai Long có vai trò ngòi nổ tấn công tương tự như Quang Hải, được đưa về ở thời điểm mà Quang Hải còn chưa có thấy dấu hiệu rõ ràng nào sẽ là chia tay đội bóng. Đó là dấu hiệu cho thấy đội chủ sân hàng đẩy đã sẵn sàng rebuild một đội ngũ nòng cốt mới, tiếp nối những thành công mà thế hệ trước đây như Văn Quyết, Thành Lương từng mang lại. Với Viettel, những năm đầu lên chơi V-League từ giải hạng nhất, đấu trường mà họ đã vô địch năm 2018 bằng đội ngũ Cây Già Lá Vườn, đội bóng cần đưa về nhiều ngôi sao để có thể cạnh tranh thành tích. Giờ đây, sau khi đã có những dấu ấn nhất định với chức vô địch quốc gia, góp mặt ở AFC Champions League, Viettel đã có thể đặt nhiều niềm tin hơn vào các sản phẩm từ đào tạo ở giải đấu cao nhất. Ba trận đấu đầu tiên của Viettel tại V-League 2022, tiền đạo trẻ Trần Danh Trung đã đá đủ 3 trận. Những tuyển thủ U23 như Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng cũng đều đang tràn trề hy vọng để ra sân và trưởng thành nhiều hơn, hướng đến SEA Games 31 và những giải đấu quan trọng sắp tới. Trong sách giáo khoa địa lý cấp trung học phổ thông, một trong những nội dung chúng ta được học là chuyển dịch kinh tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế nước nhà. Một trong những khía cạnh chuyển dịch kinh tế là chuyển dịch về địa lý, khi các nguồn lực từ các cực tăng cường cần phải được phân bố ra những vùng vệ tinh hay những vùng kém phát triển hơn xung quanh, mang lại nền tảng, cơ hội phát triển cho những khu vực đó và hứa hẹn tạo ra những cực tăng trưởng mới. Từ đó, lại có thêm nguồn lực tiếp tục kích thích quá trình phát triển theo một vòng tuần hoàn bền vững. Lúc này, với bóng đá Việt Nam, ít nhất là dừng ở thời điểm này của năm 2022, quá trình chuyển dịch đang xảy ra từ thủ đô Hà Nội tới các khu vực bóng đá khác. Đó là một chuyển biến tốt, hứa hẹn tạo thêm sức mạnh cạnh tranh cho giải vô địch quốc gia của chúng ta và từ đó sẽ phục vụ tốt nhất cho một đối tượng được quan tâm hàng đầu, đội tuyển bóng đá quốc gia. Và cũng đừng quên rằng, không chỉ là chuyển dịch nội địa, một ngôi sao mang tên Quang Hải nhiều khả năng sẽ chuyển dịch ra nước ngoài. Đó là một câu chuyện khác. Và cùng hy vọng rằng, với tất cả những cố gắng của những người trong cuộc, nó sẽ mở ra một viễn cảnh tươi sáng khác nữa cho bóng đá tại dải đất hình chữ S. Quang Hải không đi lúc này, còn đợi tới bao giờ? Việc Quang Hải không ký mới hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội chắc chắn nhận nhiều phản hồi trái chiều từ dư luận. Người ta nhìn vào những Công Vinh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Hậu hay thậm chí là cả Đặng Văn Lâm để có quyền nghi ngờ về khả năng thi đấu và xa hơn là thể hiện mình và tỏa sáng ở môi trường bóng đá mới. Người ta nói về sự ràng buộc nghĩa vụ đào tạo, về tình nghĩa với câu lạc bộ Hà Nội hay về câu chuyện bến đỗ phù hợp cho Quang Hải. Nhưng có một điều chắc chắn đều phải khẳng định, đó là khát vọng được thi đấu và vươn tới những đỉnh cao mới của Quang Hải là rất rõ ràng và đó là điều đáng mừng với bóng đá Việt Nam. Suy cho cùng thì tất cả các bên đều cần tôn trọng nguyện vọng riêng của cá nhân Quang Hải. Chắc chắn sự hoài nghi dành cho Quang Hải nếu chơi ở một nền bóng đá phát triển hơn là không ít. Lý do đơn giản là bởi những cầu thủ Việt đã từng xuất ngoại trước đây, ngoài trừ Công Vinh, được chơi vài trận tại giải vô địch Bồ Đào Nha và để lại đôi chút ấn tượng, thì những cái tên khác từng là niềm kỳ vọng lớn lao như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Hậu đều chưa thể hiện được tính cạnh tranh đủ mạnh để ra sân, chứ chưa nói đến việc thi đấu thường xuyên. Rõ ràng, việc chưa một cầu thủ Việt Nam nào thành công ở các môi trường bóng đá nước ngoài là một áp lực và cũng là một lý do để người ta nghi ngờ sự thành công của Quang Hải. Giả sử từng có vài hoặc chí ít là một cầu thủ Việt để lại được ấn tượng ở các nền bóng đá nước ngoài thì có lẽ số lượng nghi vấn dành cho Quang Hải sẽ ít hơn rất nhiều. Bởi Quang Hải vẫn luôn được xem là tài năng xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong hàng chục năm gần đây và bản thân Quang Hải gần như đã đoạt được tất cả các đỉnh cao danh hiệu từ cá nhân tới câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia mà các đàn anh đi trước chỉ có thể bằng hoặc kém hơn mà chưa ai vượt được.
Nhưng vì sao việc quan hải xuất ngoại vẫn là cần thiết và nên được ủng hộ? Để trả lời, trước tiên cần giải đáp một câu hỏi khác. Quan hải ở lại thì được gì? Hải đã đạt được đỉnh cao tại V-League sau 3 lần vô địch. Anh giành được quả bóng vàng Việt Nam năm 2018, giành giải cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup năm 2018. Hải cũng được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất V-League trong nhiều mùa giải gần đây. Đành rằng có nhiều hoài nghi về việc trình độ của Quang Hải có trụ nổi khi ra nước ngoài thi đấu hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu đá tại V-League hiện tại, cầu thủ người Đông Anh đã đạt tới đỉnh cao và sẽ khó có thể phát triển thêm được nữa. Từ năm 2018, Quang Hải đã là một trụ cột ở đội tuyển quốc gia, chơi bóng ở đội thống trị V-League suốt 5 năm gần đây và cũng thi đấu thành công ở tất cả giải đấu quan trọng nhất như Asian Cup, vòng loại World Cup, AFC Champions League. Để Quang Hải có thể đạt thêm những cột mốc cá nhân thì những tập thể mà anh đang thi đấu cũng phải có triển vọng thành tích cao hơn. Nhưng đó là điều hầu như không thể ở tương lai gần. Hà Nội còn làm được gì hơn ngoài V-League và đội tuyển Việt Nam có vượt qua được vòng loại thứ 3 World Cup? Vì thế, xuất ngoại là lựa chọn gần như duy nhất cho Quang Hải. Một trong những vấn đề muôn thuở được xem là rào cản với cầu thủ Việt với các nền bóng đá cao hơn, đó là thể lực, tới nay cũng đã được cải thiện đáng kể. Quang Hải là một trong những cầu thủ thi đấu với cường độ cao nhất trong nhiều mùa giải qua của đội tuyển Việt Nam. Với những ai không thường xuyên theo dõi V-League thì chỉ cần xem đội tuyển Việt Nam thi đấu những trận gần đây là đã có thể thấy được sự tiến bộ rõ rệt của không chỉ Quang Hải mà còn là cả dàn cầu thủ Việt Nam về khả năng tranh chấp, tốc độ và sức bền trước những đối thủ Tây Á hay Australia to con. Ngoài ra, vị trí thi đấu của Quang Hải cũng không bị phụ thuộc quá nhiều vào khả năng tranh chấp, nên đây cũng được xem là một trong những lợi thế có thể khắc phục về thể hình nhỏ bé của Quang Hải. Đúng là lịch sử cho thấy, các chuyến xuất ngoại của cầu thủ Việt đều có chung một cái kết thất bại. Nhưng thất bại không đáng sợ bằng việc chúng ta sợ phải thất bại và rồi không làm gì cả. Quang Hải chỉ mới 24 tuổi. Ngay cả khi mất 1-2 năm đánh bóng ghế dự bị ở trời Tây, Hải vẫn có cơ hội để làm lại. Ít nhất, việc được tập luyện trong một môi trường chuyên nghiệp, cao cấp cũng sẽ không khiến cầu thủ này bị lụi tàn. Chúng ta đã có một văn hậu phát triển vượt bậc về thể hình, về tư duy chơi bóng sau một năm hầu như chỉ tập luyện tại Hà Lan. Ngay cả Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã mất rất nhiều năm để có thể có một dàn cầu thủ chất lượng có thể thi đấu tốt ở bóng đá châu Âu. Không nói đâu xa, ngay Thái Lan cũng đã từng thất bại với nhiều cái tên từng nổi đình nổi đám với việc xuất ngoại. Thế nhưng, rồi họ cũng đã thành công với Chanathip khi đang rực sáng tại Nhật Bản. Chính vì vậy, bất cứ thành công nào cũng cần quá trình, bất cứ thành tựu nào cũng cần thời gian và việc chúng ta kiên trì nâng tầm cầu thủ, những tài năng quý giá của chúng ta ra thế giới là điều nên làm dù đã từng chưa thành công trong quá khứ. Bên cạnh khát vọng cá nhân, khát vọng sang châu Âu thi đấu của tiền vệ Nguyễn Quang Hải còn là sự dấn thân cần được ủng hộ của nền bóng đá Việt Nam. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình và cả nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào được ra trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Còn mình là Nam, đến từ Spider Room.